Tôi đã từng là sinh viên của trường Đại học Sư phạm Huế, và vào tháng 2 năm 2013 thì tôi được nhà trường phân công cùng với 28 bạn sinh viên trong trường được ra trường trung học phổ thông Vĩnh Linh để thực hiện kỳ thực tập của mình. Và tất cả chúng tôi, mặc dù kỳ thực tập đó là một kỳ thực tập hết sức là vất vả, gian khổ, nhưng hầu hết đều để lại trong lòng mỗi con người chúng tôi là những kỷ niệm khó phai đối với những em học sinh và đặc biệt là đối với thầy cô và tất cả ngôi trường này. Trước khi về nghỉ Tết thì tôi đã biết được các thầy cô giáo hướng dẫn của mình. Khác với các bạn trong đoàn thì các bạn chỉ có một thầy cô hướng dẫn thôi, còn riêng tôi thì tôi có đến hai thầy cô hướng dẫn, một cô giáo hướng dẫn về công tác giảng dạy và một thầy giáo hướng dẫn về công tác chủ nhiệm. Lớp của tôi nhận chủ nhiệm là lớp 11A6. Theo như tôi tìm hiểu thì vào năm lớp 10 các em thuộc vào lớp tụt cuối của trường, và trong lớp có rất nhiều học sinh bình thường. Nhưng vào năm đến năm thứ 11, năm lớp 11 thì các bạn mặc dù đã có nhiều sự cố gắng trong kết quả vẫn chưa được cao, nhưng kết quả đó vẫn được nhà trường đánh giá cao bởi vì đó là một nhảy đột phá trong lớp của các bạn. Và khi hiện tại khi tôi về nhận lớp thì lớp đang đứng vị trí là 10 trên 36 lớp của trường. Và bên cạnh cái việc mà thầy hướng dẫn tôi cho tôi biết một số đặc điểm về tình hình của lớp hay đặc điểm về từng đặc điểm của các em học sinh trong cái lớp đó, thì thầy còn đặc biệt nhấn mạnh với tôi rằng trong kỳ thực tập này tôi phải đưa vị trí của lớp đi lên, hay ít nhất tôi cũng phải giữ nguyên được vị trí đó, nếu không thì nhà trường sẽ không đánh giá cao kết quả thực tập chủ nhiệm của tôi. Nghe đến đó thì tôi thực sự lo lắng, bởi vì tôi cũng rất là lạ lẫm, không biết phải làm như thế nào. Và rồi để bắt đầu cho tất cả mọi công việc, tôi xin phép thầy được xin gặp mặt với lớp mà mình chủ nhiệm. Sau một thời gian làm quen với các em thì tôi nhanh chóng hòa nhập và nhanh chóng là bắt nhịp với cái hoạt động của các em. Một số em thì tỏ ra rất là quan tâm đến tôi và quan tâm đến cái công tác chủ nhiệm mà tôi sắp hoàn thành. Các em hỏi han từng ly từng tí, hỏi rằng chúng em sẽ phải làm gì để mà cùng với cô đưa kết quả của mình đi lên. Xong bên cạnh đó tôi cũng nhận được những cái lời xin sao và một số cái ý kiến không đồng tình của các em tỏ ra ngỡ ngơ với cái sự có mặt của tôi nghe được một số câu nói như thế này: đó chỉ là một sinh viên thực tập thôi mà, rồi là cô ấy chỉ ở đây 2 tháng thôi, chúng ta cũng không việc gì phải sợ, hay là người cô ấy quá nhỏ con, thậm chí còn nhỏ hơn cả tớ nữa, vân vân. Và tôi càng trở nên lo lắng hơn. Nhưng sau hôm đó tất cả mọi việc cũng phải bắt đầu, và thầy hướng dẫn tôi, mặc dù thầy vẫn theo sát mọi công việc của lớp, song trong công tác chủ nhiệm thì hầu hết tất cả mọi công việc thầy đều giao cho tôi. Trước hết để hòa nhập cùng với các em và để tạo thân thiện trong lớp học, thì vào các cái tiết sinh hoạt 15 phút tôi tổ chức nhiều trò chơi để 4 tổ thi đua với nhau lấy không khí cho các em bắt đầu vào các tiết học mới. Hay lúc đó vào về trường cũng là thời gian nhà trường tổ chức cuộc thi đường lên đỉnh Olympia, thì ngoài việc giúp đỡ các em ôn tập thì tôi còn nảy ra một ý tưởng, đó là làm mũ đội đầu cho các cái bạn mà tham gia làm khán giả để trẻ lấy phong trào thi đua cho lớp. Và thật vậy, kể lúc tôi thi thì đã cũng không lọt vào kết quả cao, song cũng có các cô có bạn được lọt vào lớp quý của trường. Rồi ngoài ra cô và trò cùng với nhau tập luyện những cái tiết mục văn nghệ để tham gia thi 26 tháng 3. Những tiết mục văn nghệ được tập luyện và không thể thiếu rằng những gói mì tôm cô trò ăn vui và chia sẻ với nhau, tất cả đó đã để lại trong tôi những kỷ niệm thật đẹp. Và đặc biệt ở trường còn tổ chức lễ hội là món ăn ba miền, và chúng tôi tham gia với những món ăn miền Nam cô trò cùng nhau chuẩn bị, và đó cũng là những khoảng thời gian tôi cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng kỳ thực tập của tôi cứ nghĩ rằng nó cứ thế yên bình trôi qua, nhưng không. Vào đến tháng thứ hai của kỳ thực tập thì vào một buổi sáng tôi nhận được một tờ giấy xin phép được gửi đến, đó là giấy xin phép của em Nguyễn Ngọc Khánh. Thì tôi cứ nghĩ rằng học sinh nghỉ học là chuyện bình thường và có lẽ nó cũng không phải là chuyện gì to tát. Nhưng 2 hôm sau em học sinh đó vẫn không đến lớp, và lúc này
Tôi gọi điện về nhà cho phụ huynh, nhưng người bắt máy lại chính là em. Em nói rằng, cô ơi, cô cho em nghỉ học thêm vài ngày nữa nhé. Tôi hỏi lý do vì sao, thì em học trước đó lại không nói. Lúc này tôi mới chợt nhận ra rằng, có điều gì đó không ổn ở trong câu chuyện của em học sinh này. Tôi liền hỏi các bạn học sinh trong lớp, xem thử trong quá trình học tập hay trong quá trình đi đến trường thì em đó có chuyện gì hay không. Nhưng các bạn học sinh đó nói rằng, bạn Khánh là một bạn học sinh dù ít nói nhưng rất là hiền lành, và mặc dù bạn rất ít tham gia các hoạt động của lớp, song việc bạn gây sự hay là gây gổ đánh nhau dẫn đến có một chuyện gì đó mà không thể đến trường được là điều không thể. Các em có thể khẳng định như vậy, song tất cả các bạn trong lớp cũng đều không thể biết được lý do vì sao mà em học sinh đó lại nghỉ học. Tôi nhờ một số bạn học sinh trong lớp dẫn tôi đến nhà của em Khánh, và khi đến thì hai mẹ con đều ở nhà. Mẹ của em nói với tôi rằng, cô ơi, hắn không bị đau ốm bệnh tật gì cả. Tôi nói rằng hắn cũng không chịu đi học hết, nhờ cô khuyên nhủ nó giúp tôi. Tôi tiến lại gần em và hỏi, em có chuyện gì à? Có chuyện gì thì em cứ nói với cô và mẹ, cô và mẹ sẽ cùng nhau giải quyết cho em. Em đáp lại tôi rằng, em không đi học nữa cô ơi. Tôi hỏi lý do vì sao thì em không nói. Vậy thì em có phải có chuyện gì đã xảy ra với em không? Thưa cô, không có chuyện gì ạ. Em cứ trả lời như vậy, và tôi đành phải kể một câu rằng, nếu không có chuyện gì thì ngày mai em đến trường cùng với các bạn nhé. Em cũng không trả lời gì lại và tôi đành phải ra về. Nhưng ngày hôm sau, em học sinh đó vẫn không đến lớp. Tôi lại phải đến nhà của em một lần nữa, nhưng lần này tôi lại đến một mình. Và hai cô trò ngồi trò chuyện với nhau rất lâu. Em nói với tôi rằng, cô ơi, em không đi học nữa đâu. Cô nói với thầy Dự cho em nghỉ học luôn. Tôi gắng hỏi lý do vì sao thì lúc này, mãi đến sau em mới trả lời rằng, ba em đang làm việc ở Đức và em cũng muốn nghỉ học để qua đó làm với ba. Bởi vì em ở nhà, thỉnh thoảng các bạn lại trêu chọc em rằng chắc ba mi đi lâu không về, ba mi lại có vợ bên đó rồi. Em cảm thấy tủi thân lắm nên em muốn qua bên đó để làm việc cùng với ba và nhận được sự chăm sóc và tình yêu thương của ba nữa, bởi vì ba đi quá lâu rồi. Nói đến đó thì em không nói gì hơn nữa, và trong ngay lúc này, trong bản thân tôi cũng đã hiểu được lý do của cậu học trò nhỏ của mình. Thì ra cậu ta muốn nghỉ học để đi nước ngoài. Sau đó tôi liền phân tích cho em biết tác hại của việc nghỉ học sớm. Cảnh à, em đang là học sinh lớp 11, em phải hoàn thành chương trình tốt nghiệp để có bằng tốt nghiệp đã. Ít nhất đến tận thời điểm này em cũng chưa đủ tuổi để đi xuất khẩu lao động, mà nếu qua bên đó rồi thì em cũng sẽ không biết làm gì hết đâu. Mình phải có bằng tốt nghiệp cấp 3 đã rồi muốn làm gì đi làm. Em học sinh đó vẫn cứ căng thẳng, không, nhưng ba em qua bên đó vẫn lao động bằng chân tay thì em qua đó em cũng sẽ làm như vậy. Rồi tôi lại tiếp tục, em à, mình đi xuất khẩu lao động thì chỉ là một công việc tạm thời thôi. Quan trọng là trước hay sau gì em cũng phải trở về nước, và rồi em cũng sẽ phải có một công việc ổn định để làm. Và tốt hơn hết, tấm bằng tốt nghiệp cấp 3 sẽ là cơ sở cho em làm được những việc đó. Đến lúc này, anh không nói gì hơn nữa. Và tôi gắng hỏi mãi, thuyết phục mãi thì em vẫn cứ nói rằng, không, nhất định em không đi học nữa, cô về nói với thầy Dương giúp em đi. Hai cô trò im lặng một lúc lâu, và để xóa tan đi bầu không khí im lặng ấy thì tôi buộc phải cất lời. Thôi, bây giờ thế này nhé, cô sẽ về xin với nhà trường cho em nghỉ học thêm một tuần nữa. Và trong một tuần đó em ở nhà, em hãy suy nghĩ cho kỹ lại tất cả những gì cô nói. Em hãy suy nghĩ lại xem thử việc mình nghỉ học bây giờ là đúng hay sai. Để rồi, sau khi em quyết định xong, một tuần sau dù em quyết định như thế nào đi chăng nữa thì em cũng nên báo với cô. Nhưng em nhớ nhé, chỉ một tuần thôi đấy, bởi vì sau một tuần, nếu trong một năm học mình vắng quá nhiều so với quy định của nhà trường, đó là 45 buổi trên một năm học, thì dù em có muốn đi học hay không nữa thì cũng sẽ ảnh hưởng và có thể là sẽ ở lại vì không đủ tiêu chuẩn để lên lớp. Và trước khi đến đây, cô cũng đã xem cái sổ theo dõi rồi, cô thấy là Khánh cũng vắng hơi nhiều rồi đấy nhé. Thôi, cô về đây, em hãy suy nghĩ thật kỹ để sau này khỏi hối hận. Tôi ra về mà trong lòng cảm xúc thật khó tả, và tôi đến gặp ngay thầy hướng dẫn. Sau khi nghe tôi thông báo phải đợi xem em ấy quyết định như thế nào, bởi vì thầy cũng biết rằng nó cũng là đứa học trò mà đã đòi nghỉ học một lần rồi, chúng ta phải đợi thôi.
Ba hôm sau, em học trò ấy điện thoại đến cho tôi và nói rằng: "Cô ơi, cô xin được nhà trường cho em đi học lại đi." Thực sự rằng, khi nghe đến câu nói đó, tôi như vừa qua và muốn nhảy cựng lên. Nhưng tôi nói lại với em rằng: "Khánh à, nếu em quyết định đi học thì cô rất là mừng, và cô cũng biết rằng trước sau thì em cũng sẽ ra nhận ra được điều đó. Nhưng ngay hôm nay em hãy nhờ mẹ chở đến để gặp thầy Dư và cô nhé." Cậu học trò nhỏ của tôi sau lần đó thì tiếp tục đi học trở lại bình thường, và hai cô trò trở nên thân thiết với nhau. Tôi cũng thường xuyên tâm sự với em, động viên em phải ở nhà, phải làm việc tựa cho mẹ, bởi vì ba đang còn phải vì miếng cơm hay áo của gia đình mà phải đi làm ăn xa. Và em cũng nói với cô rằng lúc cô đến nhà lần thứ hai, em cũng đã muốn nói với cô đi học rồi, nhưng miệng của em, sự cứng đầu của em không thể mở lời ra được. Thật may cô đã cho em cơ hội để em có thể bước tiếp trên con đường của mình. Em cảm ơn cô nhiều lắm. Sau 2 tháng thực tập thì lớp tôi chủ nhiệm, mặc dù kết quả vẫn chưa được cao, song đã để lại trong chúng tôi những kỷ niệm thật đẹp và sẽ làm tôi nhớ mãi. Tôi cảm thấy mãn nguyện với những gì mình đã làm đối với học sinh. Ít nhất tôi cũng đã làm cho những đứa học trò đầu tiên của mình biết được tầm quan trọng của việc học. Lớp tôi chủ nhiệm đứng ở vị trí thứ 6 trên 36 lớp trong trường, tức là tăng 4 bậc so với trước đó, trước khi tôi về. Và điều tôi cảm thấy quan trọng và quý giá hơn nữa, đó là các thầy cô và các em học sinh đều quyến luyến lẫn nhau. Và cho đến tận bây giờ, khi tôi đã trở về quê hương và làm việc ở một ngôi trường khác, nhưng các em vẫn thường xuyên hỏi han, vẫn thường xuyên động viên nhắc nhở, vẫn thường xuyên động viên tôi, giúp tôi là có nghị lực hơn nữa trong cái công tác giảng dạy của mình. Và một bài học mà tôi rút ra được rằng trong công tác chủ nhiệm, bất kể một việc làm một điều gì, chúng ta hãy đặt học sinh lên hàng đầu và chúng ta hãy dùng tình yêu thương để giáo dục học sinh. Bởi vì cuộc đời của chúng ta, cuộc đời của mỗi con người cũng chỉ là những cuộc hồi ngộ và chia ly. Cuộc đời vẫn thế, giống là mặt trời nồng nàn khát khao hay đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao. Nếu không có người, cuộc đời sẽ trôi về đâu? Nếu không có người, mặt đất quá hoang vu. Chúng ta là những người đưa đò, chúng ta chỉ là một bến đò trong quãng đời, trong quãng đường dài của các em học sinh. Chúng ta phải giáo dục học sinh làm sao để khi một lần nhớ về thầy cô của mình, các em sẽ mãi khắc sâu hình ảnh đó trong trái tim của mình. Và chúng ta hãy trang bị cho các em những hành trang để các em vững bước vào đời trên cái con đường đi đến thành công của mình. Tôi xin nghỉ.